Mày ở xóa nào chui ra đấy? Tính làm anh hùng à? Mấy người nói tôi muốn làm anh hùng. Chẳng khác nào đang tự ám chỉ mình là tiểu nhân. 5 km mà lấy của người ta 300.000, lấy giá cắt cổ cũng không tới giá đó đâu. Chẳng qua là tao không có muốn cua gái bậy bạ như tụi bay thôi. Còn tụi bay muốn hả? Tao sẽ thể hiện cho tụi bay thấy cua gái trong vòng 3 nút nhạc là như thế nào. Bỗng hôm nay thấy mình khác hôm qua, nỗi buồn cũng trôi đi rất xa. Nghĩ trong đầu à, chú. Ờ, cho con hỏi là Trương Lan Lá ở đâu vậy chú? Con nói chậm chậm thôi, đường gì? Dạ, Trương Lan Lá. À, đường Tiểu La La gì? À, dạ không, dạ không. Trương La La à, chú. Trường La La con. Con đi thẳng khoảng 500m, quẹo phải, quẹo trái, là tới địa chỉ con tìm. À, dạ dạ, con Ngọc ơi. Lên xe chú chở cho. À, dạ thôi, con đi bộ được rồi chú. Con đi bộ khỏe rồi. Nhỏ này thiệt tình, mới mở hàng chú. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi địa chỉ này đi đường nào vậy chú? À, trường La La nói gì? Đi bộ đâu đâu, lên chú chở cho. Dạ, vậy chú chở con đi giùm nha. À, tất nhiên rồi. Sài Gòn thì rộng lớn, nhà cửa thì đông đúc, chỉ tìm đâu ra Trương La La được đây thôi. Giỏi quá à. Đây này con. Trường La La đúng như mình nghĩ. Vui thật. Mơ mộng gì nhà mơ mộng con. Tiền con. Dạ con xin lỗi nha. Của con bao nhiêu vậy chú? 300.000 con. 300.000? Ờ thì 300 chứ nhiêu. Đúng là Sài Gòn ha. Cái gì cũng đắt. Ở dưới quê con có 20.000 à. Sài Gòn mà con. Nội thành phố này nè. Qua trạm thu phí nè. Qua cầu đường xanh đỏ rồi. Mỗi 1 km là 100.000. Mà chú đi chú con 5 km, chú ăn có 300.000 quá rẻ rồi con. Dạ con cảm ơn nha chú. Chú tốt bụng quá. 5 km mà lấy của người ta 300.000, lấy giá cắt cổ cũng không tới giá đó đâu. Con nhỏ này chuyện của tao cho mày xíu rồi. Đây là bạn của con, tất nhiên con phải xía vào rồi. Đây là giá hời cho chú. Tham thì thâm, thấy người ta ở dưới quê lên, không biết đường xá thì đã lừa lọc rồi. Đây là cổng trường, nếu chú không đi, con sẽ gọi bảo vệ ra. Đồ nít ranh. Sau này nhớ cẩn thận nha, ở đây không được tin người quá đâu. Tin người quá chỉ có thiệt thân thôi, biết chưa? Cảm ơn bà nha. Không có bà là tôi mất mấy trăm ngàn luôn rồi. Ở dưới quê tôi á, người ta chân chất lắm, chứ không có như mấy vụ này đâu. À, tôi tặng bà nè, như coi như là quà cảm ơn đi. Thôi, thôi tôi không lấy đâu, ngại lắm. Cái này ngon lắm, là bánh dừa đặc sản quê tôi á. Đi mà, ăn đi. Tôi cũng ăn nữa, cho đỡ ngại. Vậy cảm ơn bà nha. À, nói chuyện nãy giờ không biết. Tôi là Lizzy, học sinh mới của trường La La. Còn bà? Tôi tên là Mirai, tôi cũng học trường La La. Ủa, hai đứa mình có duyên ghê ta. Nếu mà học chung lớp nữa là tuyệt cú mèo luôn. Ủa, vậy bà học lớp nào? Tôi không biết, tôi mới lên nên là tôi chưa coi nữa. Tôi cũng chưa biết,
hay là hai đứa mình đi chung đi. Ờ, đi coi ha. Đi học của mình nữa. Ừ. Thì mất túi bà đi học chung ha. Ừ. Cuối cùng cũng tới được chưa? À, bà. À, cho mình hỏi á, là bạn có biết tòa nhà khu A dành cho học sinh mới ở Mố không bà? Bạn nói gì mình nghe mình không hiểu gì hết trơn á. Mà tiếng dùng miền nặng vậy sao mà bạn vô trường mình được? À, thì mình xin lỗi nhưng mình không hiểu nữa. Chào bạn. Bạn cũng là học sinh mới của trường La La này hả? Ừ. Tụi tôi cũng vậy nè. Tôi tên là Mirai, bạn này là Lizzy. Bạn tên gì? À, mình tên là Nếp. Mà mấy bạn còn nghe hiểu mình nói gì không? Tất nhiên là hiểu rồi. Tôi cũng hay đi du lịch Huế mà. Nghe biết liền à? Tôi cũng vậy, tôi coi phim hoài à, có gì đâu mà khó nghe. Tại hồi nãy bạn kia bạn có thành kiến á, nên bạn không muốn nghe thôi. Bạn đừng buồn ha. À, mà mình đang tìm đường tới tòa nhà khu A dành cho học sinh mới á. Mày bạn có biết đường tới đó không? À, hình như hồi nãy tụi mình mới đi ngang qua bển á. Để tụi mình đi chung luôn đi ha. Đi thôi. Đi với tôi nè, tôi chỉ cho, nãy tôi biết đường á. Cái con này. Sao? Mày làm cái gì ấy? Dơ hết giày của tao rồi. Tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu. Đúng là cái thứ nhà quê. Hạng như mày á, không ở quê đi. Lên thành phố làm gì cho ô nhiễm không khí ra, còn làm dơ giày của tao nữa. Tôi xin lỗi mà, tôi có cố ý đâu. Mày có biết giày này bao nhiêu tiền không? Mấy bà đừng có quá đáng. Mirai cũng đâu có cố ý đâu. Người ta đã xin lỗi rồi, cùng lắm là đền thôi, chứ làm gì mà xúc phạm nhau như vậy. Đền? Đền hả? Đúng rồi đó, chỉ mà quá đáng rứa. Mày biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Đôi giày này á là hàng limited. À, mà quên. Nhìn chúng nó thế này thì chắc không biết hàng limited là gì đâu nhở. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhà quê thì biết cái thá gì không biết. Thôi đi, bà nói chuyện với mấy cái thứ này làm cái gì. Nói chuyện với tụi nhà quê này chỉ tổ làm tụi mình trở thành những người ngu ngốc mà thôi. Mà yêu ơi, mấy bà có nghe gì không? Coi giọng nói tụi nó kìa. Đứa thì nghe chua như giấm, đứa thì nói như muốn đấm vào tai, còn đứa thì phát âm chữ R còn không được. Không hiểu sao vào được cái trường La La School này luôn á. Wow. Chắc á, đây là cái loại đậu vớt vát vào trường, hay là nhận học bổng nghèo rất mùng tơi, nên nhà trường mới khuyến khích đi học chứ gì. Xui cho mấy cưng. Đụng ai không đụng, lại đụng nhóm superstar chị đây. Mấy cưng xin lỗi á. Xin lỗi mà xong chuyện, thì trên đời này làm gì có pháp luật. Đời đâu có dễ như vậy đâu. Mấy bà làm gì đó? Đừng có thấy người ta hiền rồi được nước lấn tới nha. Mày ở xó nào chui ra đấy? Tính làm anh hùng à? Ở cái xó nào chui ra có quan trọng không ta? Mấy người nói tôi muốn làm anh hùng, chẳng khác nào đang tự ám chỉ mình là tiểu nhân. Mày nói gì vậy? Là mấy người nói, chứ tôi đâu có nói. Đừng có mà thấy người ta ở xa tới không biết gì thì ăn hiếp xúc phạm. Cùng vào được cái trường La La này á thì ai cũng có tài hết.
Nhìn vậy chứ không biết ai hơn ai đâu, mà khinh khi người khác. Mày nghĩ mày hơn tụi tao chắc? Con nằm mơ giữa ban ngày cũng không mơ thấy cảnh đấy đâu. Muốn biết ai hơn ai hay là đấu đi, dám không? Ồ, gan cũng to đó chứ. Ok ok, để tụi này khai sáng cho các cưng biết. Nếu tụi mày thua, tụi mày sẽ phải quỳ xuống đây xin lỗi bọn tao. Ok, con Kim này trước giờ cũng không biết sợ ai là gì. Để xem ai mới là người quỳ dưới chân ai. Turn to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send the invoice and they pay me. I need six rings like MJ and Tom Brady. I wake up, flex, thumb down that check. No drip this, what? Tell them run it on. No sleep, no rest, might crash, might wreck. But first die, stretch, tell them run it on. Let's go. A6 all the hate, I woke in a bar today. Got lost in the ballin' days. I'm flipping the bars, I'm flipping the flippin' the flippin' the old record, off record. I still count wins when they got it. All record, off record. I let them take advantage, I was wildin'. All record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. All record, off record. I still want the act, not the ghost. Nhiều nha. Bà nhảy đẹp thật đó. Không những nhảy đẹp mà con nói chuyện hay nữa, bắt bẻ được mấy ba kia luôn, xuất sắc. Có gì đâu. Ủa mà bà biết mấy bà đó là ai không? Lúc nãy tôi cũng mới vào nghe kể thôi. Ba người đó mới vào trường là đã nổi tiếng rồi, là nhóm Superstar. Đứng đầu là Ellie, tiếp theo là Việt Ngân và Kaka. Ba người đó có tài thật đó, nhưng cũng lắm tai tiếng, lúc nào cũng nghĩ cách chơi xấu người khác. Yêu không dự về ả mới dạm chơi. Mà thôi, chuyện người ta, quan tâm làm gì cho mệt não. Hình như mấy bà qua khu A đúng không? Đúng rồi. Hay là để tôi dẫn mấy bà đi cất đồ trước, rồi đi chung với tôi cũng qua đó. Chị đi nha. Đúng là oan gia ngọt hẹp, là đùng nhau rồi. Thôi kệ đi bà ơi. Mẹ tôi nói một điều nhịn là chín điều lành. Người ta không làm gì mình thì mình kệ người ta thôi. Mirai ơi, một điều nhịn là người ta leo lên đầu mình ngồi luôn đó. Không phải ai cũng hiền như bà đâu. Đúng là cái thứ bắn dai như địa đời, đến đâu cũng đụng, trướng mắt ghê. Không lẽ bây giờ phải học chung lớp với cái tụi đầu còn lúa, chân còn phèn, nhìn mà buồn nôn. Tôi sợ á, cái phèn của tụi nó lây qua người tụi mình luôn á, đáng sợ thiệt. Học chung cũng tốt mà. Mà nói cái gì vậy? Mà nói gì vậy? Thì học chung để mà tiện dạy dỗ, để chúng nó biết đâu là trên, đâu là dưới. Chứ xa khóa lại khó dạy dỗ. Thôi được rồi, đã là học sinh chung lớp với nhau, sao mấy bà lại nặng lời như vậy? Hơn nữa, sau này là giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ. Việc dạy dỗ là của thầy cô, chứ không phải của học sinh. Còn nếu mấy bà có khúc mắc gì á, có thể nói với thầy cô để thầy cô giải quyết. Trường có quy định của trường, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Đã vào trường La La rồi, mọi người đều theo con đường nghệ thuật. Hại người, rồi ảnh hưởng đến tương lai của mọi người thì sao? Nên mọi người hạn chế thì tốt hơn á. Con nhỏ đó là Nunu đó. Nó là lớp trưởng của lớp mình nha. Từ hồi cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 đã làm liên đội trưởng của trường rồi. Cho nên là không có đụng vào nó được đâu. Đụng vào nó
là coi như đụng vào cô mình rồi còn đâu nữa. Nhìn một chút đi. Ê, sao mà biết vậy? Thì học kỳ hè vừa rồi đó, hai bà đi du lịch có biết cái gì đâu. Tôi ở nhà nè, bị ba mẹ bắt đi học hè. Lúc đó cô nói cô sẽ chọn Nunu làm lớp trưởng, cho nên mình không có dây dưa vào được đâu á. Cảm ơn bà, mẹ đã nói giúp cho tụi tôi nha. Việc nên làm thôi. Mà sắp vô lớp rồi á, mấy bà ổn định đi. Học sinh, đứng. Chào các em, rồi ổn định chỗ ngồi chưa? Rồi, mời các em ngồi. Mấy đứa đọc bản thông báo chưa? Ok, năm nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em nha. Nhưng mà biết gì về cô chưa? Hả? Biết về cô chưa? Tại sao không tìm hiểu hơn về cô giáo chủ nhiệm của mình? Nhưng mà thôi, hôm nay thì cô sẽ không có giới thiệu về mình đâu, mà sẽ dành thời gian để cho các em có thể giới thiệu về chính các em cho cô biết, cũng như là cả lớp có thể thân nhau được không? Dạ. Đầu tiên thì cô điểm danh nha. Bạn nào mà nghe tên á thì đứng lên. Trâm Anh. Đông Đông. Đông Đông đâu rồi? Lớp trưởng ơi, okay, Đông Đông tới chưa em? Người ngồi đây thì hồn cũng phải ở đây nha. Đông Đông. Ê Kim, nhìn Đông Đông sao kỳ kỳ ta. Cứ như người cõi nào chứ không phải đi học nữa. Thôi kệ người ta đi bà, lo nghe cô điểm danh cơ, cô đừng bị phạt đó. Trật tự. Mirai. Dạ có. Nếp. Dạ có. Rồi, Nu Nu. Dạ có. Ê tụi bay, trường mình năm nay học sinh mới vô á, toàn gái xinh. Khác với mấy khóa trước không? Hoa hồng thì phải có gái, gái mà càng đẹp thì càng khó cua. Nhìn vậy thôi, chứ không ăn uống được gì đâu. Cái thằng này chưa làm ăn được gì hết mà đã bội chung bước rồi. Ê, đi ra ngoài mà nói mày ở trong hội tụi mình hả? Người ta cười vô trong mặt. Thì tao nói đúng mà, không tin thì mày hỏi anh Ken đi. Ừ? À dạ, mày hỏi anh Vinh đi. Gì? Tự nhiên mày đá qua tao mày. Chứ mày nghĩ coi, có tao với mày, với lại anh Gin là không biết cô gái là gì thôi. Chứ thằng Ken thì gái quá trời rồi. Nè, tao cũng không có thiếu gái nha mày. Ừ, cứ đi cho nó vui vậy. Đúng. Chẳng qua là tao không có muốn cô gái bậy bạ như tụi bay thôi. Còn tụi bay muốn hả, tao sẽ thể hiện cho tụi bay thấy cô gái trong vòng 3 nốt nhạc là như thế nào. Có tự tin quá không bạn? Tự tin hay không, từ từ rồi mày biết. Để tao chóng mắt lên tao coi. Anh ơi, có biết không, tim em cảm thấy đang rối bời. Bởi là vì anh đó, bởi là vì anh đó. Đã đến lúc mơ về anh bao nhiêu ngày qua phải kết thúc. Ngày qua nên kết thúc, mơ về anh ngày qua phải kết thúc. Viết lên một câu chuyện của chúng ta ngọt ngào và thiết tha, cùng những bức tranh được tô vết nên màu từ anh. Ê, mày chóng mắt nên là vừa rồi đó. Ủa, cái gì vậy? Anh là Gin. Gin hả? Tên này nghe lạ quá à. Chưa nghe bao giờ luôn. Chắc là anh nhầm người rồi đó. Anh chắc chắn là không nhầm. Nhìn em quen lắm. Để anh nhớ coi. À, em giống người yêu tương lai của anh. À, em rớt gì kìa? Rớt gì? Tình cảm của anh đó. Cái đồ điên. Ừ, anh phát điên rồi. Phát điên vì đang thích em đây nè. Anh bị thần kinh hả? Xạc xí.
Ê cha, tao sẽ tán nó trong 3 nốt nhạc. Ủa nãy giờ mấy nốt rồi ta? Cái gì? Nó là cả bài rồi chứ mấy nốt gì mày? Mà nè, đừng có lo ông bạn. Thất bại là mẹ thành công. Mà tụi tao nghĩ chắc mày mẹ nhiều á. Nè, tao thấy mày hên á. Mày mà quen phải con la sát này á thì có mày nhục. Tao á, nhất định tao sẽ cua được nó. Bằng mọi giá tao sẽ cua được nó. Wow. Tụi mày cứ chờ đi. Chờ cái gì? Cái chuyện này á chỉ có mày với ba đứa tao biết à. Cùng lắm thêm con bé nãy nữa. Có gì đâu mắc mặt nè. Dẫn câu cũ của tao. Tao trong mắt là tao coi. Thôi, nhưng mà tao tin mày. Của lệnh. Tao cũng tin mày. Dạ. Tụi tao tin mày. Nhưng mà tao mất niềm tin với ba thằng mày.